Gabinha. Welcome to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. I move with purpose. I will test the limits of my divinity. Dám đụng vào anh em tao. I will conquer like the flame. All will fall to ashes. Vòng ở đây người đá ra rồi. Anh đá tôi xuống. Đập chết cậu Cambot to perfection. Thank you.
perfection is near, it will be mine. Bỏ đây mình quên mình không nhìn rip, không biết rip này được. Lao lên mẹ đi, hình như thuộc đấy rip vô trụ rồi mà. Tôi nhớ bỏ đây là rip vô trụ rồi mà. Vô con xe ra nó mất lát rồi, hình như là giết nó đó. Quái tôi nhớ là rít vô trụ rồi. Thôi xuống nè, tao đánh này. Không, quả đấy hình như là rít vô trụ rồi mà. Phải không vô trụ đâu. Tôi nhớ là rít vô trụ rồi mà. Đúng không? Thằng ai đây lui chứ. Ôi, trụ đập luôn, chết ra ra rồi. Thôi, đỡ ghẻ lại nè. Cho nó chói đi. Mark I leave will last an eternity. Này nó không đánh nhau, chắc tôi ăn rồng đi, cho team mình đỡ khổ. Team mình cầm mana lắm. Để xem mà. Sao nó biết mẹ ăn rồng ta? Sao không rờ luôn? Sao không rờ? Quả nó rờ luôn là nó chết rồi. Quả nó thằng Ori rờ được mà. Shut down. I am the fiery hand of the heavens. Phát con quỷ này nó lên tanh nó trâu thế. Đá giúp tường nhung như nó đập mà đập đéo được. Cái gì vậy ta? Điều đen luôn à? I will crush this world. Ủa thằng Irene qua đây sao nó không về? Nó ở lại nó tính cân. Nó tính cân 2 à?
bàn đây, cái bàn đây. I will all fall to ash before. Each battle brings me one step closer to perfection. Nghe ghê đấy. Á đồ. Nè, cướp còn chưa lại bãi. Cướp mà hôi lông vãi. Ra chúng một ba hết rồi. Sút nó cũng rờ nó đi á. Nên mình sút nó luôn. Má đáng quy sao nó đánh hạt không nổ kịp không thôi đúng theo rồi. Nó chết mẹ nó rồi. Phát ra ngoài nó phát lên được level 10. With certainty. Tôi xuất ra mà tôi quên sở mai con Java cay ghê. Tôi tính flash chứ tôi sở mai con Java mà đéo kịp kìa. Lâu được không đắt. Tính sợ mai chết mẹ con Java mà đéo được. Bù mắt. Flash là sợ mai cái đó nó chết mẹ nó rồi, thiếu một tí ra mà. Nhau đá. Còn đâu mà ăn. Ông không còn ăn bà lưu, còn tôi đéo được ăn rừng này. À, đây ăn hết rồi kìa. Được không? Không được đó. Giá bán lên cấp 11 rồi kìa. Má nó ra ngoài lan, nó ăn rip nhiều thế. Xem vào cao vãi nồi. The world is power. The world is force.
quy rồi, không dám vô. À đây em đâu còn mana đâu. Rồi đi. Thôi giùm đánh cover team thôi chứ. Má đéo rừng anh luôn nè. Rừng mới nhường cho AD farm hết rồi đó. Đấy à, chim với lại người đá, AD ăn hết. Nó không có rừng đan luôn. Đó, nhìn nha thôi, mới 8-10 mà. Lo gì. Đâu đến nỗi thọt lắm đâu. Giờ làm gì ta? Celestial fire courses through my veins. Thôi, đi theo hàng AD thôi. Bỏ mẹ thằng top. Ulti luôn, ulti vào đây, nếu có rồi. Rồi, lan luôn đi, nằm vào đòn á. Ôi, đi vào đó làm gì? Không hiểu luôn á, đi vào đó làm cái gì? Có đá chúng là mày chết cụ mày luôn. Nhảy ninja móng vuốt đi. À để đánh đầu á. Thì chứ phải tao làm hết rồi. Ngon không? Phải tao làm hết rồi. Thiệt luôn má, cái pha xuống có đẹp. Vào đó đi, vào đó đi, vào đó đi. Yeah.
Ừ, thằng Yamaha mất lát. Đánh lấy gọi lấy chết chắc là mất lát. Lắm rồi á. Ừ, chết. Được rồi. You have been slain. Không cho nó về, đúng rồi. Châu lắm á. Rồi, về đi, bỏ đi. Đông. Thôi, ván đấy, quả đấy là mình cố lắm rồi đó. Quả đấy là nó level cao hơn mình, nó khó. Đây. Phải nói, tao nói là nó đẹp lần hai. Đẹp lần hai. End được. Đầu game ngày nhã cho cái game nó dễ dễ tí thôi, quên có khó tí thôi. Quá bình thường luôn, mà tà là sức 3, sức 4 thế này, chơi cái gì vậy?